vào thời Nguyễn thì phải đâu có như bây giờ. Chuyện người lịch sử cách đây đã bao ngàn năm, đi săn hái lượm nhặt tìm cây trái mang về, chọn tìm hang cùng chú. Đời người Nguyễn thì sống chung uống ăn theo đàn, thuộc loại lính trường tổ tiên chúng ta ngày nay. Qua bao thế hệ đi tìm sự sống sinh tồn, trời xanh đã an bài. Lâu chung sống quay quần, chăn nuôi săn bắn cùng nhau, rồi đến một ngày ta tìm ra sắc nhôm. Từ giờ thay đổi có phân có chia không đều, nghèo giàu phân gõ thế nên đấu tranh từ đây. Phân chia xã hội không còn sinh sống theo đàn, thời Nguyên Thủy không còn. Phân chia xã hội không còn sinh sống theo đàn, thời Nguyên Thủy không còn.